Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian blog của Người Buôn Gió bị đánh phá và bị đóng một thời gian, và đến nay thì blog này đã quay được trở lại, và bây giờ Người Buôn Gió tiếp tục viết về vụ việc của Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Future Park ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hiện nay, cảnh sát Thái đang bắt giữ Cao Lâm và tìm kiếm Cammy với Bạch Hùng Quyền. Một số người cho rằng vì những thông tin mà mình viết ra nên cảnh sát Thái đã tập trung truy bắt ba người này. Có bao giờ các bạn hỏi, vậy thông tin đó mình lấy từ đâu ra? Những tấm hình liên quan đến bắt giữ Trương Duy Nhất mình có từ đâu ra? Nếu như mình có những thông tin đó thì những người khác cũng có, tức những người cung cấp tin cho mình và có thể là cả những người cung cấp tin để cho người khác cấp cho mình. Điều rất khó hiểu trong vụ việc này là hầu như toàn bộ truyền thông lề trái, báo đài hải ngoại, các tổ chức đấu tranh đều né tránh nhắc đến Trương Duy Nhất, thậm chí còn đưa những đường hướng làm loãng hoặc chệch vấn đề đi. Dường như có một thế lực nào đó rất lớn đang thao túng để vụ việc này đi vào quên lãng. Ai là người muốn vụ việc Trương Duy Nhất bị lãng quên, không được dư luận nhắc đến? Đầu tiên là người Thái. Một số cảnh sát của họ đã nhận tiền của Tổng cục Tình báo Quân đội Việt Nam để phối hợp bắt Trương Duy Nhất. Khi đến Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc làm thủ tục xin tị nạn, hình ảnh còn đó, khách sạn nhất ở còn ghi hình nhất. Thế nhưng, người Thái lẫn Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc đều trả lời theo kiểu họ không biết sự có mặt của Trương Duy Nhất ở Thái Lan. Theo mình được biết thì trình tự như sau, Trương Duy Nhất thấy nguy hiểm. Anh trốn khỏi nhà và để điện thoại vẫn dùng ở một nơi. Sau đó, khoảng tầm 19-20 tháng 1 năm 2019, anh sang Thái Lan nhờ bạn bè giúp đỡ tá túc. Khi Nhất đến được Bangkok một vài ngày, đã có rất nhiều người Việt ở Bangkok biết sự có mặt của Trương Duy Nhất. Ngày 21, tức khi Nhất mới sang được Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp tốc đến Tổng cục 2 Tình báo Quân đội để kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cái cớ để Phúc gặp Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 để giao nhiệm vụ sang Thái Lan bắt bằng được Trương Duy Nhất trở về. Trung tướng Phạm Ngọc Hùng là người bà con đằng vợ của thân Đức Nam. Nam là người tạo dựng Phúc từ một giám đốc sở Đà Nẵng ra đến Trung ương để chọn một nhân tố miền Trung vào được Bộ Chính trị. Phúc vướng phải uy thế của Nguyễn Bá Thanh, nhưng Bá Thanh đột tử, cơ hội của Phúc rõ ràng hơn. Rất nhất là khi cuộc họp tổ tại Trung ương Đảng vào năm 2013, Phúc đề nghị xem xét kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng theo ý đồ của Trương Tấn Sang. Trời chiều cho Phúc làm thủ tướng, nhưng trong lòng Phúc vẫn còn ám ảnh hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh. Một Nguyễn Bá Thanh to mồm mạnh miệng, dứt khoát, khác hẳn với một Nguyễn Xuân Phúc ươn hèn, nịnh bợ, cháo trở. Khi làm thủ tướng, Phúc muốn đạp đổ hình tượng Nguyễn Bá Thanh, vì thế khi Phúc làm thủ tướng, người ta thấy nhiều bài báo nhắc đến những chuyện tiêu cực ở Đà Nẵng dưới thời của Nguyễn Bá Thanh. Vũ Nhôm, Trương Nhất đều là đệ tử của Nguyễn Bá Thanh trước kia. Cả hai đều quen biết Phúc từ thuở Phúc còn làm giám đốc sở. Họ hiểu rõ con người của Nguyễn Xuân Phúc, cũng như biết về những câu chuyện khiến Phúc nhục nhã trước dư luận. Nếu như lúc Phúc mạnh, cả hai tìm đến xin làm đệ tử chắc hẳn sẽ chẳng sao. Nhưng Vũ Nhôm lại làm đệ tử của Trần Đại Quang, như thế khiến Phúc ắt phải tức giận. Trần Đại Quang, đối thủ của Phúc, cũng bất ngờ chết theo cái cách của đối thủ trước kia của Phúc là Nguyễn Bá Thanh chết. Thân Đức Nam sai đệ tử của mình là Võ Ngọc Châu đến cướp dự án của Vũ Nhôm. Vũ Nhôm lúc đầu chấp nhận để Châu tham gia, nhưng sau thấy Châu muốn lấy hết dự án, bèn hất Châu ra khỏi dự án. Đó chính là thái độ không chịu đầu hàng của Thân Đức Nam, mà đằng sau Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay lập tức Phúc nghe Châu và Nam báo cáo thái độ của Vũ Nhôm, Phúc chỉ đạo cho Phạm Ngọc Hùng lập chuyên án thu thập hồ sơ, tư liệu để triệt bằng được Vũ Nhôm. Trương Duy Nhất và Vũ Nhôm do từng là đệ tử của Nguyễn Bá Thanh nên có quan hệ với nhau. Diệt được Vũ Nhôm rồi mà không diệt được Trương Duy Nhất, Phúc ăn ngủ không yên. Hãy để ý, nữ nhà báo anh hùng diệt Vũ Nhôm là Hằng Nga chính là người đưa tin đầu tiên về việc Trương Duy Nhất bỏ trốn. Nga là tay chân của Huỳnh Đức Thơ, Thơ cũng là đàn em của Nam và Phúc. Phúc chỉ đạo cho Trung tướng Phạm Ngọc Hùng sử dụng một nguồn lực để bắt Nhất
đưa về với cái gọi là bảo vệ an ninh cho Đảng và Nhà nước. Trong lời phát biểu lúc ở hội trường với lãnh đạo Tổng cục 2, Phúc nhấn mạnh chữ phát huy tài mắt. Ngày 21, Phúc chỉ đạo, ngày 22, Phạm Ngọc Hùng triệu tập tay chân thân tín bàn bạc kế hoạch. Ngày 23, một toán tình báo Tổng cục 2 lên đường sang Bangkok. Toán tình báo này có khoảng 10 người, mang theo cả những thiết bị như máy quét dò mật khẩu, máy tính, máy khôi phục dữ liệu trong máy tính đã bị xóa và cả thiết bị dò tìm với những giấy tờ giới thiệu là truy nã tội phạm kinh tế Việt Nam bỏ sang Thái Lan. Chúng ta có thể ngạc nhiên tại sao người Thái lại để cho một toán tình báo nước khác mang quân và thiết bị sang nước họ như chỗ không người vậy. Đó là vì tiền, vì một số lợi ích của một số quan chức Thái Lan với chế độ Cộng sản Việt Nam. Đã có kẻ cao cấp trong hàng ngũ cảnh sát Thái Lan nhận tiền để giúp sức tình báo Việt Nam bắt Trương Duy Nhất. Đừng ngạc nhiên, đến bộ trưởng của Slovakia còn nhận tiền để cho mượn máy bay bắt Trịnh Xuân Thanh về. Đến thủ tướng Singapore trước việc Phúc đến Huế chấp nhận cho doanh nghiệp Sinh đầu tư cờ bạc với dự án bị treo 2 năm rưỡi đổi lấy việc đưa Vũ Nhôm về, thì việc người Thái đang nhòm ngó thị trường Việt Nam chẳng cớ gì mà không chiều lòng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay từ khi cao ủy tị nạn trở về, Trương Nhất bị nhiều số điện thoại lạ gọi. Nhất tắt máy, tháo sim và sáng hôm sau mang hết đồ đạc rời khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Nhất đến siêu thị Future Park để vào Wi-Fi liên lạc với bạn bè giúp đỡ. Có 3 người biết vị trí của Nhất, đó là Bạch Hồng Quyền, Cao Lâm và Kami. Chỉ một lúc sau, cảnh sát Thái biết được vị trí của Nhất. Hai cảnh sát Thái đến đưa Nhất với lý do rất đơn giản là xem xét giấy tờ. Họ đưa Nhất đi rất nhẹ nhàng với lời hứa nếu có gì vi phạm sẽ đưa Nhất vào giam giữ ở những người nhập cư bất hợp pháp. Nhất nghĩ rằng như vậy chưa hẳn là xấu vì không phải rơi vào tay tình báo quân đội và công an của Việt Nam. Anh ta đã lặng lẽ đi theo. Những người cảnh sát Thái đưa Nhất ra một quán vắng ở ngoại ô Bangkok. Tại đây họ đợi người của Tổng cục 2 quân đội Việt Nam đến và bàn giao. Khi Nhất thấy người của Việt Nam đi xe đến, Nhất cự không kịp và bị những người bịt mặt, bẻ tay, chùm bao lên đầu, vất lên xe và tiêm thuốc mê. Bây giờ nói chuyện, 3 người biết vị trí của Nhất lúc đó. Kami được đề nghị đến đón Nhất về nhà mình trú. Kami cáo bận kêu tối đến đón. Đến ngày hôm sau, tin Nhất bị mất tích loan ra, Kami vẫn thản nhiên như không. Đến khi bị tố giác là một trong 3 người biết vị trí của Nhất, Kami mới lồng lộn viết hàng loạt bài, trong đó khẳng định mình là thân tình với Nhất cùng cơ quan truyền thông của RFA. Nhưng cũng dùng bút danh khác là Châu Thái viết bài chửi Nhất là bồi bút tay chân của bọn tham nhũng. Chính Kami đã thông báo vị trí Nhất cho Cao Lâm. Có lẽ Kami đã báo tin cho tình báo quân đội Việt Nam, anh ta vốn dĩ trước kia là sĩ quan quân đội. Không hiểu vì lý do gì bỏ sang Thái Lan lấy vợ rồi ở lại Thái sinh sống. Việc anh ta báo cho Cao Lâm nhằm mục đích tung hỏa mù. Người ta có thể nghi vấn cả 3 người là Cao Lâm, Bạch Hồng Quyền và anh ta. Cuối cùng thì Cao Lâm bị bắt, Bạch Hồng Quyền bị cảnh sát Thái Lan truy tìm khắp nơi, còn anh ta không làm sao cả. Bây giờ những người biết Kami muốn rõ sự việc giữa Kami tố cáo tôi và tôi tố cáo ngược lại Kami, có thể sắp xếp cho tôi và Kami gặp cảnh sát Thái Lan trước báo chí quốc tế để làm rõ những tố cáo của hai bên. Tôi sẵn sàng đến Thái Lan để làm rõ việc này với điều kiện Kami xuất hiện cùng tôi trước cảnh sát Thái và báo chí quốc tế. Tôi nghĩ rằng việc buôn người như Kami tố cáo tôi là đúng, không một quốc gia nào chấp nhận vì đó là vi phạm công ước quốc tế. Người Đức cũng không thể làm gì bảo vệ cho một kẻ buôn người cả. Thậm chí họ còn sẵn sàng hợp tác tích cực vì họ lên án việc buôn người rất nghiêm khắc. Phía tình báo quân đội Việt Nam sở dĩ họ im lặng trước những chất vấn của Trương Duy Nhất vì họ ỷ lại những khả năng của họ. Những khả năng đó là huy động được mạng lưới những cây bút cài cắm, những điểm yếu của những tổ chức đấu tranh. Cái này nói ra khá mất nhiều thời gian về các tổ chức đấu tranh bên ngoài cũng như bên trong Việt Nam.
của những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước để định hướng truyền thông có lợi cho họ. Khả năng nữa là người Thái đã nhận tiền sẽ phải tìm cách che đậy việc bắt cóc này. Việc Thái công bố điều tra vụ bắt cóc nhưng làm việc lề mề, rõ ràng cơ quan tổ chức điều tra đã thấy khó khăn khi biết chính người Thái đã tham gia, họ còn phân vân chưa biết xử lý sao cho trọn vẹn. Một điều nữa, họ nghĩ rằng nếu tác động được người Thái đưa Cao Lâm, Bạch Hồng Quyền trở về và Cami nữa thì mọi dấu tích về chuyện này sẽ không còn ai biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Xin hãy đăng ký, chia sẻ và bấm vào nút chuông để nhận được thông báo khi có những bài mới của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.